các bạn đã đến với channel của mình. Hôm nay mình sẽ quay về game đố thịt vệt. Nhưng trước khi bộ video, các bạn hãy cho mình một like, một đăng ký để mình có động lực làm ra những video khác nữa. Và mình sẽ bắt đầu đây. Đóng cửa lại. Xe mô tô xám. Không, mình sẽ không thích chiếc xe này đâu. Mình sẽ đi về đây kiếm một chiếc xe. Win. Trời ơi, chiếc xe màu xanh nó tức kìa. Mày cờ lái đỡ chiếc này. Chạy xe đã quá mọi người. Đừng. Kẹo quá đã luôn mọi người. Mình sẽ đi vô ăn cướp. Bắt đầu vô. Ta là ăn cướp đây. Ta sẽ cướp tất cả món đồ. Cầm gậy lên nữa. Ta là ăn cướp. Cướp. Ngon quá, có tiền ngon quá. Vô ai kia. Vô ai kia nè. Mình sẽ lên lái chiếc lâm vui đây nè. À, có mấy tuổi gì đó kìa. Ai là ăn cướp này, ta sẽ quánh người. Lụm tiền ngon. Tiền. Cứ. Chiếc xe đâu rồi? Xe của tôi đâu? À, chiếc lâm bùi này đây. Nguyên. Khoan, dừng lại. Ui, cô chừng chồng đang cái là đi tù. Điện hamburger kìa. Hả, hamburger. Win. Hey. À. Hey. You like it? You like it? Bang nè. Ây da. Quánh nè. Yeah. Are you on it? Ha ha. Lửng tiền. Ủa nó đâu rồi? Nè, lú. À, có tên này nè. Sẽ đánh vào mông nó bằng cách. No. Ép hoài. Bắt đầu lên chiếc Lamborghini thôi. Nhìn nào, dắt nguyên xe đi luôn. Quá đẳng cấp. Ôi, chở cái cây đi. Quẩy ra bà con, quẩy. Quá cùi, xe này nó xịn nè. Chiếc Lamborghini. Ôi chú. Ôi. 1, 2, 3, nhảy. Quẹo.
Rồi. Nguyên mình sẽ chơi một cú đã ở trên lưng ngọn núi. Nguyên ơi ơi, ồ quá cười. Nguyên con vịt đó trời ghê quá. Hơi đun rồi vậy. Mọi người, oh đúng rồi, trên trời có tiền nè bà con, nó lượm tiền. Wow, ủa mặt trời đâu? À mặt trời kia. Ôi ông cứu cực mạnh, ông đứng chỗ này nè, đứng. Trời nằm ở đường. Trời ơi, mày không có gì. Một, hai, ba, nhảy. Rồi con té nó đứng dậy coi. Ồ mình đứng gần chỗ này luôn nè bà con. Bước thôi mình sẽ cho nó chiều sáng. Ồ mình đã biết cách để chiều sáng. Quá đơn giản như đang giỡn. Ồ mình sẽ chỉnh cho mình nhỏ chiếu. Xong nhỏ chiếu luôn. Em bài. Holy shit. Tiếng lớn phải nồi luôn mọi người. Lộn các bạn mới đúng mọi người nha. Đụng tiền rồi. Bắt đầu đi ra ngoài. Binh dỗ. Hello. Chú tôi nhảy đầu mày nè. Làm gì đó. Chiếc xe đâu rồi? Mình sẽ đi tới cái chỗ của con người ngoài hành tinh. Ôi xin, ở ngay đó mà có máy bay ngã nó mới là đường duy lý.
Mình sẽ chạy vô ngọn núi chạy trốn thôi muộn nó, không ngờ mình sẽ bị giết. Khang à, hủy. Hủy chú. Chạy với tốc độ băng khờ. Hủy. Mấy gương con mà con quay té. Ý, nó lên đằng sau kì chạy nhanh lên. Bây giờ bọn dân đang ở trên đó. Làm gì tao làm đi. Ý trời. Em bố ơi. Bom đúng không? Quánh vô đây nè. À, đã này. À, còn thằng hả? Hello. Quánh nè. Tức vậy coi. Ê. Holy shit. Ê. Ui. Có vậy thôi mà cũng té nữa. Au, nằm cái đuống rồi má ơi. Ôi. Ôi.
sorry. Sorry. You need to grow up. Killer. Mình nghĩ là video đến đây cũng kết thúc được rồi các bạn ơi. Các bạn nhớ hãy để lại một like, một đăng ký để mình có động lực làm thêm những video khác cho các bạn xem nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video khác. Bye bye.